Sa Hưng là nhà đầu tư không ít khán giả thương yêu khi ngồi ghế nóng chương trình Sa Tăng Thương Dụ Bạc Tỷ Các Mùa. Không chỉ giàu có, khéo léo trong cách ăn nói, anh chiếm hữu hình ảnh bên ngoài đầy bảnh bao, vị doanh nhân sinh năm 1972 còn đang có cuộc sống đời thường đầy hạnh phúc, viên mãn bên trẻ là Á hậu Nguyễn Thu Trang. Sa Hưng nhà đầu tư không ít khán giả thương yêu trong chương trình Sa Tăng. Bà xã kém Sa Hưng 16 tuổi biết đến 6 tiếng ngoại ngữ là Việt Nam, Séc, Anh, Đức, Nga, Anh, Latin. Anh từng tốt nghiệp hai trường đại học về y khoa Anh ngoại giao. Cô cũng từng đạt danh hiệu Á hậu 1 ở một cuộc thi nhan sắc tổ chức tại Séc Anh, lọt chung cuộc Hoa hậu quả người Việt năm 2010. Ít ai biết rằng, Sa Hưng từng chạm mặt gỡ Thu Trang trong một chương trình do đạo diễn Đỗ Thanh Hải tổ chức cách đây 9 năm tại Nha Trang. Dù rất tuyệt hảo về mỹ nhưng có mái tóc dài thướt tha, gương mặt khả ái, nhưng phải rất mất thời gian sau này, cả hai mới có dịp nói chuyện khi kết bạn bên trên mạng xã hội. Trong thời gian tìm hiểu, Sa Hưng anh Thu Trang nhận ra sự đồng hóa trong sở thích, quan điểm sống, anh đều rất đam mê kinh doanh. Đặc biệt, khi cả hai cùng liệt kê các điểm du ngoạn muốn đi hoặc đã đến, Sa Hưng anh đều bất ngờ vì thấy trùng nhau không ít. Cuối tháng 3 năm 2018, Sa Hưng anh Thu Trang tổ chức đám cưới tại một hotel 5 sao ở Hà Nội. Thay vì trang hoàng nhiều hoa tươi để phô trương sự giàu có, khoảng không cưới trang trí theo ý nghĩ đó, biển cả anh chỉ có 3 màu sắc chủ đạo là trắng, xanh dương, tím. Ít ai biết rằng, khi về chung một nhà, bộ đôi chênh lệch tuổi đã đề ra một thỏa thuận rất đặc biệt quan trọng, đó là thứ đặc biệt là không khi nào xa nhau quá 21 ngày. Vì theo hoạch toán thì 21 ngày là khoảng thời gian người ta đổi khác thói quen. Đó là điều mà công ty chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành. Thứ hai nữa là tiến hành 4 cái đồng, đồng sàn cùng giường, đồng tâm tình yêu, lưu ý đến đồng quá anh có điểm chung, đồng chí có mục tiêu, ý chí thống nhất, anh sau cùng là đồng đội mọi lúc đều phải bên vực, bảo đảm an toàn nhau. Sa Hưng anh ngán hậu thỏa thuận không xa nhau quá 21 ngày. Và đúng theo quy tắc đã bàn thảo với nhau, trong hơn một năm thi công tổ ấn, Sa Hưng anh Thu Trang vẫn liên tục sánh đôi cùng nhau đi đến mọi nơi. Ngay cả các ngày doanh nhân 47 tuổi đi quay Sa Tăng, Thu Trang cũng liên tục có mặt để chăm lo ông xã. Những dịp không bận rộn công việc riêng, Á hậu xinh đẹp, có tài năng chung kết đưa theo du ngoạn, nghỉ dưỡng ở không ít địa điểm nổi tiếng. Đám cưới của Sa Hưng anh Thu Trang trang trí đầy lãng mạn. Dù hơn đến 16 tuổi, nhưng Sa Hưng vẫn khiến nhiều bạn bất ngờ với sự trẻ đẹp khi bày tỏ cảm tình với Thu Trang. Liên tục cùng chung kết đi sự kiện, quay hình. Cặp đôi cũng liên tục đi du ngoạn, nghỉ dưỡng để đun sôi cảm tình.